đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình
khấu để được dẫn kiến toàn thể Duyên Hân sự trân trọng với mời và toàn thể hội trường chúng ta sẽ được mang một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng với đại chúng thể chúng ta ngày hôm nay nhá. Xin cảm ơn, xin cảm ơn mình. Tức là những clip vừa phát xuất này đang nhanh thành toàn yêu ơi. Một mục đích của chúng ta cùng nhân dân chiến kết lục để phổ biến cái bài chữ na tạm từ để vượt qua cảnh sẽ chịu cảnh và nào có là tinh khắp thương giao cả nay. Các vị xin mời chúng em toàn thân các quý. Và còn tất cả chân toàn là ta kính thiền tương chẳng nhớ là đó con lên đi đâu ngay. Mấy thưa quý vị, và để có được xe xét trọng đại nhân ảnh hôm nay đó thì nhờ vào công ơn trời biển của đấng sinh thành đã tổng ra của dâu và chúa thề. Vậy ngay bây giờ tôi sẽ chẳng kịp mời các ông các bà và những người xếp thành dạng cô dâu và chú rể cũng sẽ nắm chặt tay nhau rất là sân khấu để được ra mắt các tập thể quý vị. Phái đoàn nhà gái sẽ chẳng kịp mời bố Lương Văn Thiện và mẹ Lương Thị Nội và các vị thân sinh ra cô dâu xinh đẹp của chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau rất là sân khấu để được diện kiến trên tập thể Duyên Hân và kết nghĩa tình thông gia với gia đình và nhà gái quay ngày hôm nay trở về từ quê hương tỉnh Tuyên Quang yêu dấu sẽ chẳng kịp mời bố Cảnh Thiết Tình cũng như mẹ, cũng như bạn bà Tòng Thị Huân, cũng như bạn mẹ Tòng Thị Huân cũng sẽ đại diện gia đình nhà trai sẽ bước lên sân khấu để được ra mắt các tập thể Duyên Hân cũng sẽ là trân trọng kính mời ạ. Cũng sẽ tập kính mời đại diện gia đình nhà gái mời bố là Văn Thiện và mẹ Lương Thị Nội cũng sẽ nắm chặt tay nhau để bước lên sân khấu được ra mắt các tập thể quý vị sẽ trân trọng kính mời và tập thể hôn trường chúng ta sẽ được mang một tràng pháo tay lớn để cùng vào chúc mừng gia đình hạnh phúc ngày hôm nay đi ạ. Và nhiều quý vị hạnh phúc biết bao các là một người trên môi của các ông các bà là những ngày làm cha và mẹ đã có công sinh thành ra cô dâu và chú rể và ngày hôm nay họ thật vui mừng hạnh phúc biết bao khi được tổ chức một ngày trọng đại trong đời trai con yêu quý của mình đó là ngày dựng vợ và chồng cho các con thương quý vị và đại diện gia đình nhà gái trên cái cảnh nhà cô dâu xinh đẹp của chúng ta đại diện gia đình nhà trai trên cái cảnh nhà chú rể đẹp trai trong đời của chúng ta thưa quý vị vẫn có được thân mến và đúng là sau bao nhiêu tháng đợi năm chờ được vui mong đợi bây giờ là đây hôm nay ngày vui dâu rể một nhà mừng cho hai họ đang hồng kết duyên thuận hòa nhập ấm trước sau thông gia tình nghĩa bằng bản từ đây và trên sân khấu tình nhau lúc này đây là những gương mặt đẹp rạng ngời nhất ngôi sao chú rể cùng đôi bên gia đình và trước những trở bước thật sự trang trọng có ý nghĩa này toàn thể gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin phép được cúi chào ra mắt tới toàn thể Duyên Hân và xin mời một tràng pháo lớn để chúc mừng. Đến cả trai tên đài còn lên tên ông các vị xin mời xin em xin phó xin mời các vị đồng phí xin khỏi còn giữ tâm bà tổ chức chương trình bà mới có lẽ ông bài một người cánh bà phút ra tám hai ô nạ hành tà đẩy vong trong phép còn về tên khẩu tên xin còn bà thành còn về thọ chơi đỉnh chơi ngang đủ chủ tề la hoàn chơi đỉnh chơi nghiệp trong làn hâu ô nạ hành tà còn về tên bên đài côn các vị phụ tề đài phú em già lỏng giữ tăng và phòng khởi phụ tề đài tà cánh em nay đổ giữ tăng say phụ cánh tay giữ trường tăng cảm xin mời em xin còn về bố đọc ban khẩu xin mời ấy ai bạn thương khách quý và còn bắt tù bắt tôn mong muốn trong các buổi làm sòng làn hâu đi đẩy vượt một biển bia là thế ở xung hạ xung em vỗ lộc ban khẩu hâu tinh bên đài côn ở còn tay mưng chân tập sơn nhá hương làm tương lại bó con em đi nào ơi đặt để sơn con em đối với thưa quý vị đặt trở lại các truyền tình trăm năm của đôi vợ chồng trẻ có thể nói rằng yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc của mỗi con người chúng ta và chúng tôi thì có thể khẳng định rằng ở đâu có dấu chân người thì ở đó ắt sẽ có tình yêu và tình yêu thì không phân biệt tuổi tác trẻ hay già sắc tộc hay màu da và dù là trai hay là gái dân tộc Kinh tộc Thái hay dân tộc Tây chính vì vậy tình yêu nó rất cần cho sự sống nó là hơi thở là nhịp đập cho con tim tình yêu có một điều tiềm ẩn rất có giá trị là điều kỳ diệu thật tuyệt vời đối với những ai rất trân trọng và trân trọng tình yêu có giá thực tế và thành tích có trời ban đôi hào phóng ban tặng cho mọi người chúng ta nói chung trong thân đau chú rể đôi bạn trẻ ngày hôm nay có thể tìm được tình yêu đích thực và đi đến bên bờ hạnh phúc trăm năm yêu nhau chẳng quản xa gần cầu không tay vì cũng lần mà sang yêu nhau chẳng quản lầm than mới sông ta cùng lội mới phạt đèo ta cùng qua có thể thân tình yêu đó rất đơn giản thiết thực nhưng rất thật gần gũi thiêng liêng và cao cả tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim đó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương giữa trời và đất giữa ngày và đêm tìm hiểu yêu thương gắn kết và tạo dựng đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh và từ khi còn bé còn trẻ thì chú rể bạch trí cô dâu thủy tiên đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương được bọc của các ông các bà cha mẹ hai bên gia đình và khi con lớn trưởng thành trên bước đường học tập công tác đứa tân hôn cũng đã quen biết gặp gỡ tìm hiểu rồi yêu thương nhau thế bạn có quyết định cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu và ngày hôm nay có được bến bờ hạnh phúc được hai bên gia đình đồng lòng đáp ý
được đảng ủy chính quyền sở tại hai địa phương nhất trí hoàn thành từ ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2024, là một ngày lành tháng tốt được gia đình nhà gái chúng tôi long trọng tổ chức lễ cầu quỳ chúc một ngày phúc trăm năm cho đôi vợ chồng trẻ và sự hiện diện của toàn thể quý khách quý. Đó là niềm vui mừng hạnh phúc lớn lao đối với đại gia đình chúng tôi và trong không khí vui tươi trong căn phòng hạnh phúc ngày hôm nay và giây phút trang trọng này, chúng tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố giữa đôi quý của đôi vợ trẻ Thủy Tiên, Bạch Trí, Thủy Tiên tuyên chính thức được bắt đầu. Đã để có thể xin được ban một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng đi ạ. Vâng, pháo bay đây cao thế nào, gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ nở nụ cười thật tươi lên thế nào, vỗ tay to lên toàn thể quý vị anh chị ơi. Vâng, thưa quý vị, và đúng là đầy vợ đầy chồng, đấy chồng đến không chỉ xin chồng còn cha còn mẹ còn bóc còn bà họ hàng nội ngoại gần xa còn đây còn chỉ trong nhà với nhau và cây cầu góc mà được cảnh xanh lá có con mùa với biển cả sông sâu sông dài biển rộng mênh mông công trang nghĩa mẹ đời đời không quên và ngày hôm nay đây Thủy Tiên Bạch Trí đã lớn lên đi xây hạnh phúc với người mình yêu cha mẹ ơi sớm tối chưa chiều những điều dạy bảo là điều các con mong và các trên tay đàn phò về phía đầu học sườn hay như sức mạnh sức em sông phò sức về trong đào vừa xưa sòng phái cô già tả ai còn một đứng chi chồng còn bà mớ xin em hai cò ở đầy đồ nhanh ai cố cò ở đầy đồ chay trong phòng cả niềm sùng trùng nhớ ra sùng trùng cười gặp cái bà mớ ở mặt bền kẹt quăng cả trai cho chị nhanh nhanh cho chị chay trong bà đủ trong bà em ơi vừa nhất nói tề đủ nhất đời con này cửa cái tề na đủ nhất đời lấy này cửa bù đủ nhất đời con phú có già thịt khẩu vừa xưa đủ cò xếp tí làm bà em ơi đủ cò xếp hạ tí làm sao đủ phổ nhiên cò xếp bé bì phổ sổ hình tiền cầu một cụ trai còi xếp cầu bì làm bảy em nghi trong bầu tàu phà quạt đen để quạt tuống sòng là thay trong phòng cả đằng trước ngay phơi mương trong sườn cả đằng phải tăng nghĩa bù ổ cả đầy lại tìm là thâu trong cả đền đủ ổ cả đầy lại tìm là thâu trong cả đền báo cánh xào tè na sông mây vừa suy đi đầy đi qua men trắng khuyên su ảo đi qua báo con sầu trắng khuyên su nà giàu trắng khuyên su có chút nề sòng là thâu trong bài em ơi đối chạc cản tàu cùng này đối chiếc quen cản tàu cùng lón đối chạc hải cánh lộ sòng phải mơ trắng và na mình đi còn lấy một băng trong tàu đầy sóng mái thu hơn thu giá tả ngay tổ chức bằng lòng đường của nghe mong đời đóng cho bà mới xin còn những bài cáo mươi thì đồng xuất lại ra mươi lung tảng xuất lại bản mươi thì đồng bản xuất lại đường và có phước phía bác cảm thấy lúc nữa sẽ đi được kiểm bắt tổ bắt tôm mong muốn sông sống là theo mình đi đẩy tiền của tiền bia phải còn lại sống chẳng là xuân thu giá tả ngay phần cảnh mình đi sống chúc hở thì đồng phải cò chu tỷ sân đường điểm giữ xiềng sân tả bên giữ dền chân là bó là bản văn khăn và nó đông bìn và còn kiếm để lại phải lại dương thằng đi để đẩy quậy học khẩu phải nghe xem tổng thương thu giá tả ngay phần cảnh mình đi và có thể đăng ký phồn phở và cò hào hoặc phần dương đứng thì sẽ khẩu đơn số mạng cho em cò mè thế cầu tên xin nữa hầu các tình sự bên em cò mè tì nồng nữa. Với thưa quý vị và những bây giờ vừa rồi đó những lời phát biểu cảm ơn chân thành của đại gia đình họ nhà gái chúng tôi đưa về các thể quý vị khách trong ngày hôm nay lời phát biểu không dài không ngắn thì rất là hay đúng không ạ. Quý vị thân mến và như vậy chúng ta sẽ trở lại các chương trình trăm năm của đôi vợ chồng trẻ. Với thưa quý vị và đúng là hôm nay con đã theo chồng món quà kỷ vật tương hợp thành đôi chất quà kỷ vật mà thôi mong cho sau rể đời đời an khang và trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay hai bên gia đình nhà trai nhà gái cũng sẽ có những món quà thật giá trị thật ý nghĩa để dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay và giờ phút này chúng tôi trân trọng kính mời giới thiệu và vinh danh món quà thật giá trị ý nghĩa đến từ ông bà nội ạ. Ông bà nội đó chính là chủ kênh của Hát Thái, chủ kênh Hát Thái ạ. Quý vị cũng sẽ vui lòng đăng ký kênh và được ủng hộ đón xem kênh chủ kênh Hát Thái ạ. Đó chính là ông bà nội trân trọng kính mời. Trên tay đài phò về phía đầu khách đi số mày xuống em xuống tối xuống về trong đài phú học điều đi khỏng lá tề na hải tả cái ngân lai sườn đi khỏng thật đông phù ngờ đi sỏi cắm lại hồi bá sỏi khổ khóa khèn điều đi tinh bắc qua đường có đầy sấy có mải tờ và điều hết trong đầy hiện phẳng tư có khèn căm và có lên mắt tăng sụp khấu lên tờ hao đầy trầm đầy sợi hùng bảy tánh năm ngân vườn cầu bảy đi nhinh đi trai bảy dệt kỷ năng đi bì lầy xuống mày yên phò về. Đối với các quý vị và lúng tạc quà này thì mẹ để trong nhà để khi con cưới làm quà tặng con món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng và để hai đứa nuôi con sau này và nhớ sinh một gái một trai nuôi dạy con lớn thành tài bố mẹ vui được không ạ. Từ khách đời cô dâu cho đời chú rể cảm ơn món quà đã chị nghe đến từ ông bà nội ạ. Xin chào cảm ơn rất là nhiều. Với các thưa quý vị và như vậy tiếp theo cũng sẽ mời lên sân khấu trân trọng và kính mời gia đình chú Toàn Huyền ạ. Cũng trân trọng kính mời gia đình cô Hương Quỳnh
cũng sẽ có món quà thật giá trị ý nghĩa dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng sẽ bắt lên để gửi trao món quà giá trị ý nghĩa dành tặng cho hai con, trân trọng kính mời. Và tiếp theo, cũng trân trọng kính mời món quà giá trị ý nghĩa đến từ bố mẹ Dung Thiểu ạ. Trân trọng kính mời. Và cũng trân trọng kính mời món quà giá trị ý nghĩa đến từ gia đình cháu Danh Hiệu ạ, đến từ bản Tú, bản Ta Tú. Cô sẽ có món quà giá trị ý nghĩa để dành tặng cho cô giáo chú rể của trường ngày hôm nay. Và tiếp theo có trân trọng kính mời món quà giá trị ý nghĩa đến từ gia đình em Hỏa Lưu ạ, đến từ Phổng Lăng. Cô sẽ có món quà dành tặng cho hai anh chị của trường ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, và đúng là từ nay từ đời ngoài trong lòng trong tay trong sức vun trồng yêu thương, giúp cho con trẻ trong đường vượt qua gian khó kiên cường đi lên. Và đúng là sống trong bể ngọc thiên cương không bằng đứng giữa tình thương hai nhà, sống trong nhung lụa ngọc ngà không bằng đứng giữa hai nhà keo sơn, đồng không quý vị. Tình anh em không xa đời ngoài, đó chính là nền tảng, là chỗ dựa vững chắc để giúp cho con trẻ vững tin bước vào cánh cửa hôn nhân và đó được có tình yêu thương và hạnh phúc. Được quý vị thân mến, và như vậy trên sân khấu tình yêu của chúng tôi lúc này đây, gia đình chúng tôi thì tặng vàng, tặng bạc, tặng tiền ạ. Có thể quý vị dành một tràng pháo tay lớn chúc mừng gia đình chúng tôi ngày hôm nay đi ạ. Ơn quý vị rất là nhiều. Để tặng trao tất đài phong về tình hồng trong bánh hỷ cò ải phú hạc có biết khỏng đá của bà xin khỏi nhắc mi trường đạch sảnh hồng ngươn nơi sảy vềm bày hở lòng đù lạc nâu bày cháy nước mắt vượt khẩu khai đi sò sọng chúc hở xung gửi xung ý đến bà xung hảo ánh ai và cò hảo hận bẩn xưng đi bậc nhớ hình nà đổi cổ niên mọc vầy đống trong bà êm ơi từ chân hồng bà đi rồi chả cầm tàu cồn lành đồ chiếc thanh cạp tàu cồn lón lửa chả ải cánh đồng sòng phái mưng chẳng xe na lửa chiếc mi đùi nhanh trốn quản bài chiếc mi đùi trai trốn kiếm tàu chiếc mi đùi lạ trốn kiếm non chiếc mi đùi nhanh có con mắt dần cỡ thuộc có bàn chiếc mi đùi trai càng mắt cỡ thuộc có tông đàm bà chiếc mi đùi nhanh là văn bản xuống ổ về ý xây giàn xe na còn đi muộn không có mắt chẳng vẫn lên mắt tăng sân khấu lên tông cánh bà cười nhảy chân lành sạch hùng lại dồn là chân màu ánh ai cánh bà thấu già tà mai tên biết đại thương không. Cảm ơn quý vị và như vậy một lần nữa ở cái này cô giáo, cái này chú rể cảm ơn cảm tạ món quà giá trị ý nghĩa đến từ gia đình ông Lò Văn Tỉnh trở về từ xã Phong Sa cũng đã có những món quà giá trị ý nghĩa dành tặng cho con trong buổi trưa ngày hôm nay. Đến cái này cô giáo chú rể cảm ơn rất là nhiều. Với một số người thân mến mà đối là chiều hồng và tình cảm rất đồng mừng cho hạnh phúc vợ chồng thành đôi thương nhau nhất chén đi môi cơ son điểm phấn để bờ môi thêm đồng và từ nay nghĩa vợ tình chồng sẽ chia cay đắng mặn nồng bên nhau. Và giây phút này trân trọng kính mời cô giáo chú rể sẽ cùng hòa tiến đến bàn tháp lê sẽ cùng sánh tay trong tay rót tràn thêm nhiều tình yêu trước sự thực biến toàn thể của vi ạ. Xin trân trọng kính mời. Lên xin mời chú rể vị trí với sức mạnh của mình với bàn tay cao léo của mình xin mời chú rể sẽ bật chân đất trong tay đầu tiên lên đi ạ. Chú rể sẽ bỏ chiếc khóa ra chiếc bỏ khóa ra chiếc và cẩn thận nắp chai cho bạn của mình ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Và như vậy xin mời hai em sẽ cùng sánh tay trong tay. Sánh hai tay ạ, cùng hai tay ạ. Sánh tay trong tay, sắp chặt như tình yêu chấp sự chứng kiến thân thể của mình. Với nước ẩn tình yêu bất diệt, hãy minh chứng cho đất trong đài này của đôi liên hôn. Hãy thật hạnh phúc và hãy ban cho phép nhiều màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trên niềm vui vô tận. Từng dòng tình yêu, từng dòng hạnh phúc, hãy trình sự sắc chiêu cùng năm tháng. Vâng, xin mời chú rể của Zalat Bank cho hai đây ạ. Vâng, thưa quý vị, rượu vang nó có những hương vị cay cay, ngọt ngọt và đồng đồng. Đó cho đến hương vị của tình yêu và rượu hồng thì cách nghéo phù thề. Tình trao chân thắm ta về cùng nhau, cùng chân bước đến mai sau, thủy chung cùng thủy sắc màu tình yêu. Vâng, đó là bọn ra, bọn ra. Bọn ra, lạc, cẩn thận lạc, cẩn thận lạc. Đấy, bạn đến, bạn lạc đây. Vâng, và như vậy xin mời cô giáo chú rể sẽ tiếp tục ạ, sánh hai tay ạ, tiếp tục ạ. Và nửa chai rượu còn lại chúng ta lại được chiết đi phía dưới để cùng cùng kính dâng lên các đồng sinh thành ạ. Nửa chai rượu ra lại phía dưới ạ, nửa chai rượu. Vâng, thưa quý vị, một sự chung sức đồng lòng của các đồng chồng trẻ còn chúc đơn kể vai sát cánh bên nhau cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống để vun đắp một mái ấm gia đình văn minh hạnh phúc mà với đôi tay đã từng bao đời, đúng không ạ? Và đúng là cầu thủ là bóng mẹ cha, cây con là cả vườn hoa tuổi hồng, cha là núi mẹ là sông, các con nhớ thảo nhờ công sinh thành và giới phút tại đây tất cả kính mời cô giáo chú rể sẽ cùng kính dâng lên à, người cha người mẹ yêu quý của mình những cái triệu thần tình cảm và đồng ấm ạ. Cô giáo cầm hai đĩa rượu kính dâng lên đại diện gia đình nhà trai, chú rể cầm hai đĩa rượu kính dâng lên là bố mẹ vợ ạ, xin được chào kính mời. Và hai đứa trẻ còn lại, hai em sẽ cầm lấy và sẽ tiến về phía chính giữa sân khấu tình yêu để cùng được uống nghi thức nhấp rượu ra bôi trước sự thực hiện của đoàn thể của vi ạ.
cùng quay mặt vào nhau, hướng ánh mắt vào nhau và nở nụ cười xinh tươi nhất. Móc cánh tay yêu thương vào nhau đi ạ. À. Móc cánh tay yêu thương vào nhau. Bốn nghi thức rất sợ giao bơi trước sự kiện của mình. Vâng, xin mời anh em ạ. À. Một trang sau đó của mình để cùng chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng tổ chức một đêm với thể chúng ta sẽ được 100 năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Chúc được trong có ca núi có mòn thì nhau và em không bao giờ thay đổi đúng không ạ? À? Xin được chúc mừng cho hai em. Vâng, và giờ phút ở đây xin mời đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng bước lên nha. Cùng bước lên xung quanh lại với nhau, cùng đi nhau ạ, cùng đi nhau ạ, xung quanh lại với nhau tạo thành chữ V ạ. Cùng đến nhau đi ạ. Thì hiện tình tham gia gắn kết ạ, và chúng tôi không biết nói gì hơn. Chúng ta tham gia tình nghĩa keo sơn, có khắp phần đời, ân cần đều có nhau. Bên nội, bên ngoại, chắc sau, keo sơn gắn bó bền lâu suốt đời. Xin được chúc cho các đứa trẻ chúng ta sẽ được 100 năm nhé mạng tình đồng, nghìn năm tình mãi khác sao buồn màu. Xin được chúc mừng cho hai em ạ. Vâng, các bạn thân mến, và như vậy ngày hôm nay chúng ta đang hiện diện ở đây để cùng chung chia niềm vui với gia đình hạnh phúc tới ngày hôm nay. Chính vì vậy, cho phép đại gia đình chúng tôi xin mời tới toàn thể quý vị bằng một chén chào mừng quý vị ơi. Hãy chuẩn bị chiếc xe của mình tới đây đi ạ. Và sẽ cùng xa ly của mình cao lên để cùng chung chia niềm vui với gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin mời toàn thể quý vị ạ. Ai uống nước ngọt, có nước ngọt, ai uống rượu rót rượu đúng không ạ? Và sẽ cùng xa ly của mình cao lên. Vâng, toàn thể quý vị ạ, cùng xa lên ạ. Toàn thể quý vị ạ, cùng xa lên ạ. Giờ này đấy ạ, để cùng chung chia niềm vui với gia đình chúng ta ngày hôm nay. Lên nào quý vị ơi. Và như vậy gia đình chúng ta cũng giơ ly cao lên ạ. Cũng giơ ly của mình cao lên để cùng chung chia niềm vui với gia đình quý vị. Lên nào quý vị ơi. Lên nào cả nhà mình ơi. Và xin được quý vị của mình hết ạ. Sẵn sàng chưa cả nhà mình ơi. 2, 3, 4 chúc mừng hoàng phúc đó các bạn. Xin đặt sẵn sàng kính mời tới toàn thể quý vị và xin mời gia đình hạnh phúc của chúng ta một lần nữa uống đi chào mừng đi ạ. Và sẽ cùng bước lên bắt tay nhau đi ạ, cùng bước lên bắt tay nhau hiện chết tình nghĩa thông gia keo sơn gắn bó bền chặt ạ. Cùng bắt tay nhau đi ạ, gia đình thông gia chúng ta cùng bắt tay nhau đi ạ. Vâng, một lần nữa bước lên bắt tay nhau đi ạ, hai bên gia đình bắt tay nhau đi ạ, hiện chết tình nghĩa thông gia keo sơn gắn bó bền chặt ạ. Và một lần nữa chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được chúc cho thông gia tình nghĩa tương thân khó khăn phần đời ân cần kiều của nhau, bên nội bên ngoại chấp sau càng dần gắn bó đến đời chấp đời ạ. Và xin được chúc anh chú rể của chúng ta sẽ được 100 năm nghĩa mạng tình đồng, nghìn năm tình bái khắp sau một bầu. Xin được chúc mừng cho hai em. Vâng, các bạn thân mến, và như vậy chương trình là FOQ của đôi bạn trẻ Thủy Tiên và Bạch Chí cũng xin phép được khép lại tại đây. Và ngay sau đây trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình của đặc chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về phía các bạn tiệc để cùng đâm ly, cùng chung vui và được gửi tới gia đình quý vị quan khách những lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Xin được trân trọng kính mời.